3 triệu rưỡi à, xưa cả chủ đô là 3 triệu rưỡi. Này, tổng cộng hết trơn là 7 triệu rưỡi. Nông thôn đây nông cao tây tây đại ban chỗ rôm thì phơi dạng hay là cái là mây nó cũng lên ban kênh nó có tăng về ngày tăng mà sau đó tụi cô thoát ăn một miếng sau tôm ba mâm chặt tiền như tăng oh chặt chặt cá tôm cô ta cảm ơn cả ta phèn kể đây ya mẹ mẹ cá về na về cha mà lâu xa sau cá xe sau cá tăng cá tăng về ra ta sa nhi nô a thế giới. Chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình mua đồ đặng nấu cúng lễ tạ ơn ở ngoài chánh điện cũ chùa Rô quý vị. Mua bông trái cây đồ cúng nè, trái cây như đồ nấu cho các vị sư dùng cơm trưa, bún rau. Tới đây chưa ai thức hết. Nãy gì nặng dữ. Thật. Con này nặng hơn nữa. Ôi dồi. Này mực với tôm. Mực với tôm. Tại vì các vị sư bên Nam Tông ta dùng mặn không cái gì. Rêu. Mua lên đây đặng vô chùa nấu luôn. Này cá. Ôi ôi. Nè. Hết hả? Này cà phê à? Tôm với mực, này cá với cái gì đó, bún, này trái cây, bông lát nữa chỗ ông sư đó dưới chỗ chánh điện phải nè, với trái cây này dư quá nhiều, à, cúng vô các vị sư người dĩa nữa trong mâm cơm. Giờ này chưa ai thức. Đây là sư đi làm phước buổi sáng quý vị. Thường thường là sư 3 4 giờ sư cỡ này nhập hạ nè, sư 3 4 giờ là sư ra cúng chánh điện rồi. 3 4 giờ là sư thức rồi. Còn các cô thợ nấu cái này không thấy ai hết trơn. Đợi một chút mấy cô tới nấu luôn. Giờ này các cô chuẩn bị làm nấu đồ ăn cái gì? Mực, tôm. Đây cô này chặt thịt. Cá rồi. Cá rửa rồi để đâu rồi? Trăm. Cũng chỗ bàn thờ xin cả. Mà mặc đồ hết phần trăm dưới bên này chạm hết chạm ăn trong tỉnh mấy nó. Trong tỉnh mấy bàn màu máu. Mà lên chạm này. Thế hả? Có
con gì giống anh Ương. cái tiếng của sư á. Ừ. Ở trong điện thoại sư. Làm không thấy mà. Mua bông cúng trong này với cúng ở ngoài kia. Hôm nay sư có bệnh cái sườn của tượng Phật lên chưa? Dạ, được 40% rồi. Dạ, ngày nó tiệc đó, tiệc năm là tượng Phật sư làm cái sườn sắt lên rồi ha. Bữa nào con ghé. Bữa anh cũng rảnh ngày để bê tông đó. Dạ. Dạ bữa đó nghe đám giỗ. Dạ. Làm hết xi măng 650 bao. Ủa, đổ cái măng nó còn 650 bao hả sư? Đây là 2 tấc. Dạ, đàn 2 tấc. Dạ. Vậy mới chịu nổi tượng Phật 500 m. Dạ. 500 m vuông. Vậy mới chịu nổi tượng Phật. Chứ làm mỏng mỏng. Trên nên một lớp nữa. Dạ, thêm một lớp nữa hả sư? Một lớp nữa. Một lần nữa mới làm Phật ở đó. Yeah. Một lần nữa là để 3 mét nữa đó. Dạ. Đây cũng 3 mét. Anh đi trực tiếp tới đi. Quay yeah. Video á. Dạ. Anh nắm lại Phật tử biết nhiều. Phật tử ở trong cũng có, ở nước ngoài cũng có. Yeah. Năm qua ba chùa đâu không á, chùa tứ là ít đĩ á. Dạ. Hả? Dạ. Dạ, như là chùa Râu, chùa Tăng Đông à. Dạ, Bên Đôn. Tăng Đông. Bên Đôn đi cũng mấy lần. Ba Xoài. Chùa Ba Xoài, chùa Bạch Cô. Chùa Bạch Cô. Dạ. Mấy bữa dài có ghé chùa Bạch Cô. Ừ. Chùa Thiết Không. Chùa Mới Không. Dạ. Bà bán cũng hàng gian, hai cây bông không có bông. Xin được gọi gì? Dạ, để xá lợi vô đó. Mua mấy một cái nay 4 cái đó. Dạ. Nay cái 3-400 á, 3-400 đô á. Dạ, 3-400 đô. Đây là 800 đô á. Rồi, còn cái lớn này là 800 đô. Dạ. Ui ui. Đây xá lợi. Dạ. Vậy là ra hạ là bắt đầu sư đi bệnh nhận xá lợi Phật về. Dạ. Yeah. Tới đó con xin đi theo chứ.
đây còn bừng chơi cây dưa bồng vô cúng nha. Cúng bông trái cây chỗ bàn thờ chỗ sư cả rồi cái gì thờ Phật. Số tiền mua bông trái cây với đồ ăn hôm nay là của chú Nguyễn Văn Lâm 65 tuổi với cô Bình Kina 64 tuổi ở Mỹ quý vị. Hôm nay có cô Ly Thạch ở Mỹ gửi cúng dường cho các vị sư, bốn vị sư cả, mỗi vị 500.000 là 2 triệu. Cũng xong rồi, chuẩn bị đi ra ngoài kia. Hôm nay trong số tiền này có cô Ly Thạch ở Mỹ gửi 2 triệu cúng dường cho bốn vị sư cả, mỗi vị 500. Với tiền làm cái nhà đăng ở ngoài đó, cô gửi mua đồ ăn còn dư 5,5 triệu, với mua đồ rồi luôn đó. Còn dư 5,5 triệu cúng dường cho các sư luôn. Cô bên đây cúng dường cho bốn vị sư cả là mỗi vị 500, rồi tiếp tiền bên đây thêm 500 mỗi vị nữa là mỗi vị 1 triệu. Thêm 500 này là tiền của chú Nguyễn Văn Lâm 65 tuổi cho cô Bình Tina 64 tuổi. Mà thêm mỗi vị 500 là mỗi vị 1 triệu. 1, 2, 3. Cái sư phó chủ đô 1 triệu chứ. Thêm 500 nữa. 1 triệu này sư phó. 3 vị sư cả, 3 chùa mới mời là 1. 3. Còn 3 vị sư cả, 1 vị thì ở chùa Văn Râu, 1 triệu. 1 vị ở chùa Thiết, 1 vị ở chùa Thiết, hôm nay tới đây làm lễ luôn quý vị. 1 triệu.
rồi một vị ở chùa mới giấc này chưa tới, chùa Văn Râu với chùa Thiết tới rồi. Hôm nay nhờ sư cả mời các sư lại để làm lễ tạ ơn. Ba. Ba triệu rưỡi. Sư cả chùa Rô là 3,5 triệu. Tổng cộng hết trơn là 7,5 triệu của cô Ly Thạch, 2 triệu của chú Nguyễn Văn Lâm, 65 tuổi, với cô Bình Tina là 5,5 triệu. Tiền thì số tiền thì làm ở nhà tăng, ý là làm cái mái che chánh điện cũ ngoài còn dư, cho nên mình cúng dường hết luôn quý vị, cúng dường cho cô chú cô Phước. Chút xíu làm lễ cái mình ra ngoài cúng dường. Hôm nay bắt đầu chuyển đồ ra ngoài cúng mấy có mấy cô này với mấy đứa nít ở chăm sóc lại tiếp nè quý vị. Giờ này bắt đầu đem đồ ra ngoài cúng quý vị. Này là thùng cơm. Xách mọi người tan chân xách ra ngoài. Rồi xong hết cái mọi người món bưng vô. Tại vì mình xây dựng mái che cho tượng Phật ở ngoài á, cho nên mình phải làm lễ ở ngoài chứ không có làm trong này được. Cho nên mời mời ba vị sư cả, ba chùa, chùa mới, chùa Thiết với chùa Văn Râu, mời thêm ba vị. Thì hôm nay cúng dường cho mỗi vị 1 triệu, với ông sư phó chùa Rô 1 triệu, chùa sư cả chùa Rô 3,5 triệu, tổng cộng là 7,5 triệu. Ở trong đó có 2 triệu của cô Ly Thạch ở Mỹ. Rồi phần còn lại 5,5 triệu là tiền số tiền còn dư. Cắt cái chánh điện cũ chùa Rô á. Làm cái đó còn dư 5,5 triệu. Cho nên mình lấy mình cúng dường hết cho cô Quỳnh Tina với cho chú Nguyễn Văn Lâm luôn. Cúng dường cho sư cả chùa Rô có tiền để sư xây dựng nhà tăng, chứ mướn người ta đổ đất á, hôm nay mướn người ta đổ đất nhóc xe chân luôn. Sư lấy đất ở trong chùa đỡ tiền phần đất, không có mua, mướn xe chở. Tiền vô thiệp sẵn chân, chỉ có sư cả là 3,5 triệu, không có vị sư kia người 1 triệu. Có ông sư Văn Râu á, ông sư đó không có đụng tiền được quý vị, ông sư đó, cho nên mình để vô thiệp. Ông sư đó không có cầm tiền, ai cũng dường là ông A Cha nhận không à, người đem vô cất. Ông bên cái gì thăm vút gì đó quý vị, không có đụng tiền. Ông hiện giờ chùa Văn Râu đang xây tượng Phật cao 20 mấy mét quý vị, tượng Phật Thích Ca. Hôm nay mình chưa có ghé tới đó quay phim. Giờ này mình mới ra tới, bữa nay có Phật tử tới rất đông luôn quý vị, nhà tăng đã hoàn tất hết rồi quý vị.
quá đẹp luôn. À, sạch sẽ cho Phật tử ngồi đông. Dạ chú. Đây là ông cha chùa Đô. À, vị này là cha của sư cả. Ghi tên hai vợ chồng. Dạ. Bữa nay có mấy chú và cha với các chú này tới đây để dự lễ quý vị đọc kinh. Trong chùa mỗi lần làm lễ phải có cha đọc kinh với các cô này, tới bữa nay rất đông vui luôn. Làm cơm từ mâm cho các vị sư, mỗi vị mâm. Các vị sư ra. Các vị sư ra. Hôm nay thanh toán tiền cái nhà này còn còn thiếu ông thợ làm nhà này 10.900.000 nữa, thì chỉ gọi ông Ứng mới có 65.000.000 à. Xong hết rồi hả chú? Dạ. Đi lên đây con. Dạ. Lên đây con tính tiền với chú cho đầy đủ luôn. Vậy là còn 10.900.000 phải không? Cái này 900 đưa trước đi. Cái đó 900. Còn cái ghế với cái thùng nước đá xuống dưới trả trước cái chùa đi. Dạ đây 1.000.000. 2.000.000. 3.000.000. 4.000.000. Đủ ha chú. Rồi, cảm ơn chú nhiều luôn. Dạ dạ. 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 Đây là các vị sư ra đầy đủ hết trơn quý vị. Tất cả 5 vị. Chùa Rô 2 vị, vị sư cả với sư phó. Còn 3 vị kia là 3 vị sư cả ở chùa Bình Râu, chùa Thiền và chùa Mới. 5 vị. Mấy đứa con nít ở trong sóc. Này ra đây nó bưng đồ đồ tiếp đó quý vị. Mấy cô đang sắp xếp chuẩn bị lẩu nữa. Mua mì thêm nữa hả? Đủ. Rồi có bún nữa mà. Rồi cơm nữa.
Đây là cái gốc của chùa Rô hồi xưa là ở đây quý vị. Hồi xưa bằng cây tre lá không? Bây giờ cất được cái này ở đây Phật tử rất vui luôn, rất mừng luôn quý vị. Cái mấy tre này ông chú làm quá kỹ luôn quý vị, cho nên nè, chụp mấy cái đầu lòng tay hết trơn luôn, mấy cái dìm chụp đầu lòng tay hết luôn, rồi cái dìm chảy nước xuống cũng có cái dìm đưa ra ngoài luôn nè, vàng vàng đó quý vị. Chú làm rất kỹ luôn, quá đẹp. À, có Phật tử người ta là hùng phước đó quý vị, người ta đem đồ ăn lên tiếp trên này luôn, nó cúng các vị sư nữa, nó bưng đồ ăn lên. Dạ. Hai người tên là có vô đây không? Dạ không, ở Mỹ á. Vậy hả? Dạ. Dạ. À, cúng dường hả? Dạ cúng dường, cô Ly Thạch là gửi cúng dường cho các vị sư, mỗi vị 500 là 2 triệu, cúng dường 2 triệu đó. Còn chị Phương này đóng góp vô ở nhà của chánh điện này thì 300 ngàn. Còn hai cô Nguyễn Văn Lâm nè, 65, chú Nguyễn Văn Lâm 65 tuổi, Dư Quỳnh Tina 64 tuổi, là hai người này là xây dựng nguyên cái nhà này luôn. Dạ, nguyên cái nhà chánh điện này luôn. Còn mấy cô cũng vừa. Các cô cũng vừa. À, cô này cúng dường nữa nè. Này người Khmer nó cúng dường thường thì ta cặp tiền với một ấp nhang nhỏ vậy đó quý vị. À, theo cái phong tục truyền thống của người Khmer. Mấy cô đó không có nhang, à, đưa tiền. Mấy cô cũng vừa vui quá, hôm nay vui quá. Cơm trái cây thì để mỗi một vị sư mỗi một mâm một dĩa trái cây nữa quý vị. Hay năm vị sư năm mâm nè. Hôm nay làm bốn món. Năm vị sư năm mâm với trái cây phơi sữa. À, có một vị Phật tử đem đồ ăn tới đây cúng thêm nữa quý vị, cúng cho các vị sư nữa. Món cá là làm sốt suốt. Để thêm cho các vị sư. Ngày xưa ăn không có nhiều người, những chén hai chén cơm là dữ lắm rồi quý vị. Đồ ăn thì gắp mỗi cái miếng gì đó để
làm phước để cho Phật tử có phước đó quý vị. Còn mâm cơm bên đây là cúng Phật, mâm cơm bên đây là cúng Phật. Hôm nay các cái máy chè chánh điện cũ của chùa Rô thì ở trong sóc ai cũng mừng, cho nên là hay hôm nay làm buổi lễ tạ ơn ai cũng đi hết. Gia đình cô đó thêm mỗi một vị sư một dĩa cá với dĩa trái cây. Cây luôn. Hôm nay có Phật tử tới đây dự buổi lễ tạ ơn thì có cúng dường vô trong cái chánh điện 750.000 hả chú? 710.000. Dạ 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 dạ. Hồi chút xíu cúng dường cho các vị sư luôn. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Đây nó là 550. Thêm 150 tiền Phật tử mới cúng dường nữa chứ. Con này được nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 150. 150 4 thiệt là 600. 600 ấy có lộn không? Chắc lộn rồi. Giờ các vị sư vô dùng cơm nữa quý vị. Thầy đó là Cổ Lì Thanh, là Chí Phương đang chui chè tỉnh Hàn bên là ba đại cụ ngài đang đấy. Thầy Nguyễn Giang Nam 53 tuổi. Ngồi bên đây là sư cả chùa Rô, rồi tới sư cả chùa Thiết, rồi tới sư cả chùa Văn Râu, rồi tới sư phó chùa Rô, rồi còn người cuối cùng là sư cả chùa Mới. Bên đây là các Phật tử ngồi ở dưới. Hôm nay Phật tử tới đây cúng dường được 710.000. Rồi mình để vô, chia đều ra để vô trong bao thơ cúng dường cho các sư hôm nay luôn quý vị. Rồi mình có ghi danh sách các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nhà này nữa quý vị. Rồi trước hết là chú Nguyễn Văn Lâm, 65 tuổi, ở Mỹ. Kế tiếp là cô Bình Tina, 64 tuổi, cũng ở Mỹ. Kế tiếp nữa là chị Phương ở Sài Gòn có đóng góp 300.000. Cùng hôm nay thì có
cô Ly Thạch cũng ở Mỹ, gửi 2 triệu cúng dường cho các vị sư. Nguyễn Nam xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm cùng Phật tử gần xa đã ủng hộ Nguyễn Nam đóng góp cúng dường xây dựng chánh điện cũ của chùa Rô và cúng dường cho các vị sư. Nguyễn Nam xin chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rộng luôn, bề dài 9m5, từ ngang thì 7m5. Mình còn làm ra hai cái dìm chống mưa tạt vô nè quý vị. Làm hai dìm hai đầu luôn, ra 1m3 nữa. Mỗi dìm ra 1m3 nữa. Vậy ra chiều dài 12m. 9m5, 12m1. Chiều dài là ở trên nóc, còn cái nền thì 9m5. Tổng cộng ở trên là 75.900.000 quý vị, tiền thợ tiền này tiền kia trơn luôn. Còn tiền làm cơm với tiền cúng dường là riêng.
Sang đó chim lan ra, sang đó chim lan ra.
Thank you.
chừng mới mất nó đang có nâng kê cam chạ rô bê kê rê sê kha rạc đắc bê bê rạc thê chạ kia mê tạ rô văn kia hàn mê kê hà văn thư kê lạ thà lạ vi sạ mê yá kha kân thơ bê nê kê tê thân tê sâm tê kê yăng เอสนันตะธัมมะสวนะกาโลอะยังเถตันตะธัมมะสวนะกาโลอะยังเถตันตะนะโมตัสสะภิกขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขะวะโต ตัสสาวะทันตังกรีเมกะลังปะกิตะโคสะเสนะเมียนเตเนติธัมมะวิจิเนจิตตวามนันโตตันเตนะปุระเตจะยังนังกะเวเนเมเรตะไรกะมะปะญะจะสัมปะระตังโทรัมปะนะระวะตะมะกะมะทะสะยะคังคันไตสะตังวิติเนจิตตวามนันโตตันเตยะสะปะวะตะเตจะยังนังกะเวเนลากะเรงกะจะมะรังกะติมะตะโพ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kia ma hết tê ca pa nha nô a nô mô tân tô tê răng ra tân tô rê kê yô a ca sa tha cha phô ma tha tê vê nê kia ma tê ca pa nha nô a nô mô tân tô tê răng ra tân tô nhê tê yô a ca sa tha cha phô ma tha tê vê nê kia ma tê ca pa nha nô a nô mô tân tô tê răng ra tân tô pa nay nô a ca sa tha cha phô ma tha tê vê nê kia ma tê ca pa nha nô a nô mô tân tô tê răng ra tân tô nô sa thi Rồi cúng dường với lễ bữa lễ xong hết rồi, vậy thì phần đồ ăn còn lại là tự dọn ra dùng, dùng xong bắt đầu đem vô trong chùa lại. Đây là phía sau lưng của chánh điện. Ở sau lưng cũng có che mái che ra luôn như vậy, đừng cho mưa tạt vô. Rất đẹp luôn, ai cũng mừng hết trơn. Nói sửa các miếu lại, sửa cái này đầu tiên hết trơn là đúng đúng theo cái gốc của chùa Rô luôn quý vị, ngày cũng mừng hết trơn. Bây giờ các vị Phật tử sư dùng xong rồi, các vị Phật tử dọn ra dùng cơm nè quý vị, ai cũng dọn ra dùng hết. Đây là Phật tử dọn ra dùng này quý vị. Đây bên đây mâm nữa. Rất vui hôm nay Phật tử ai cũng vui chứ quý vị, các sư sư cũng vui. Đồng Nguyễn Năm xin chân thành cảm ơn cô chú Mỹ, cô chú Nguyễn Văn Lâm,
65 tuổi, cô Quỳnh Tina 64 tuổi, cùng với chị Phương ở Sài Gòn và cô Ly Thạch ở Mỹ đã ủng hộ Nguyễn Năm, giúp đóng góp giúp sửa lại chánh điện cũ của chùa Rô. Chúc quý vị thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sao thấy chánh điện này làm sao cô? Im không cô? Im hả? Vui quá. Dạ im mà vui nữa. Dạ. Thấy ai cũng làm xong cái chánh điện ai cũng mừng hết. Dạ. Này mấy đứa nít dùng cơm. Xí bay, xí bay. Sao chú, chú thấy làm ở chánh điện này xong chú thấy sao chú? Chú thấy cái như cái cảm nghĩ của chú thấy sao cái mình làm xong? Là hồi trước chánh điện đây là có cái nền xăng ha. Dạ. Là làm sao nó cũng ngay cái chỗ cái nền cũ. Dạ. Thế là được rồi, tốt rồi. Dạ. Êm rồi. Êm rồi. Hồi trước là làm đấy trước á, mới làm thì sao? Cái phát triển dưới á. Dạ. Còn làm này là tốt á, được dạ. Lắm. Dạ. Lúc trước mấy năm trước con cũng lên đây con quay hoài đi với ông sư Dù Rô, con ước gì có tiền để làm mái che gì nè mà không có tiền làm nổi. Rồi thôi năm nay con lên cũng như con quay thường xuyên hoài con cũng xin giá gian gì đó. Năm nay có cô chú ở Mỹ gửi tiền về làm con mừng quá mừng. Cái chánh điện này là khúc chị Rô. Dạ. Bây giờ là chánh điện này con người ông gia là người ta quá tông kinh đó. Dạ. Tông kinh là bắt áo trắng hết luôn á. Dạ dạ áo trắng. Trầm nặng tho á. Dạ. Nhiều lắm ở đây á. Vậy sao? Dạ. Vậy là hồi trước ở đây là có trước ở bên kia luôn hả? Không phải. Dưới là có trước, tôi đây là có sau. Dạ. Một cái chùa Rô á. Dạ. Thì tám cái Phật điện. Dạ, tám Phật điện. Tám Phật điện. Dạ 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 dạ. Tám cái nhà Phật. Tám cái nhà Phật. Dạ. Lớn nhất là chùa Rô. Dạ. Đây là nhỏ. Đây là lớn. Dạ. Chùa Rô tới đây. Dạ. Đây là tới ai xây. Dạ. Xây tới một cô và cao nhà tu. Dạ. Đó đó. Vậy là làm chánh điện làm rồi. Bây giờ mình làm ở đây xong. Rồi tiếp theo nữa là cái AC. AC. Dạ, AC. AC rồi mà tới miền Tâu. Dạ. Cô và theo đó. Dạ dạ dạ. Dạ. Hãy làm theo thứ tự từ lớn đến nhỏ xuống. Chứ lúc trước mà mình làm AC trước là không đúng ha chú. Không đúng. Dạ. Đây, cái này là tông kinh làm trước. Dạ. Làm trước đó. Đây là dạ, bên dạ. bên người ta tông kinh. Dạ. Người tông kinh là người ta tu á. Dạ. Người ta tu là bắn áo trắng hết luôn á. Dạ. 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 Là lớn nhất ở đây là cái xây. Dạ. Là cái xây. Sâu đây là ai xây dưới. Dạ. Tới bà cô bà cao nhà phâu. Dạ. Hồi trước con nói vậy nè, bị có cái chỗ cúng ở đây nè, nhỏ nhỏ đó, con nói phải có tiền lót gạch chỗ đó cũng được nữa, cho người ta cúng cũng được nữa, bị đóng rong hết trơn á, rồi làm cái máy che ra chỗ cúng được rồi là cũng mừng, sao là giờ làm lớn nhiều quá mừng. Làm lớn được nhiều quá mừng chứ hồi trước tính che cái chỗ cúng không à. Dạ. Mà giờ làm lớn được gì mà lót gạch luôn hết trơn luôn, quá mừng. Cũng nhờ cô chú ở Mỹ. Tiền
quá đẹp luôn. Nó bữa hổm tính lót gạch ở trên đó luôn đó, nhưng mà ông sư cũng nói thôi khỏi lót, bị gì nữa mới khóa này ra dời ra làm sao á. Dạ dạ lui ra làm sao á, rồi rồi làm cho ngay ngắn vuông dứt đồ lại. Dạ bị gì mấy ông xây hồi xưa, mấy ông xây cái này nè nó bị méo á chú. Nữa dạ bị méo, nữa sửa lại cho vuông dứt rồi ở trên đổ đan là nữa mình sửa dời ra sao. Ơn trước này rộng nữa rồi. Dạ ơn trước rộng nữa, sửa cái lệ Phật ngồi cũng bộn tiền á, vì mình ở trên mình đổ bê tông tốn sắt rồi này kia nhiều. Dạ 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 thì làm vậy đó, rồi dán qua văn nữa, dán qua văn xung quanh nữa. Cái dán qua văn cái gì mới trên đó chú, rồi dán gạch luôn cho nó đẹp. Rồi các cô chuẩn bị vô rồi. Rồi tớp nít nó tha hết mớ đồ rồi. Mấy nít nó chuyển đồ vô tiếp hết mớ nhiều rồi. Còn nhiều đây các cô gánh. Còn cái anh kia thì chở chiếu vô chùa rồi. Đây sắp tới hết sợ ướt nhang nữa rồi, hết sợ ướt áo Đức Phật nữa rồi. Này, trong này sạch sẽ hết. Quá đẹp luôn rồi quý vị ơi. Đem đi ra ngoài quay toàn cảnh quý vị xem. Đây mái che nè quý vị. Từ ngang 7.5 m. Rồi dài 9.5 m. Còn tính luôn hai cái gì mà hai đầu nữa là 12 m+ quý vị. Mấy cô đi vô ca kìa. Vui quá. Hôm nay làm lễ này cũng có Phật tử tới vô cúng dường được 710.000. Mình chia ra cho 5 vị sư luôn quý vị. Mình cúng dường cho 5 vị sư luôn. Rồi về luôn quý vị ơi. Bye bye. Vô cả nhà ơi. Còn cái miếu ông Tài xây nữa. Miếu ông Tài xây cũng cỡ ba lớn đó quý vị. Nhưng mà nữa có làm là đổ cây cột đó, đổ bằng bê tông chứ không có làm cục sắt. Tại vì ở trên này nước nôi không có cho nên không có làm bằng bê tông mà làm bằng cục sắt đó. Còn ở dưới thì có nước, dưới vận chuyển vật liệu cũng dễ cho nên ở dưới làm. Sau này có làm chỗ ông Tài xây thì đổ cột 8 cái cột bê tông luôn. Với lại xây luôn cái vách sau bích. Cái vách sau mấy ông Tài xây vách sau phải bích lại chứ không phải để trống gì. Mấy cô ca tập kinh gì vậy. Wow.
Bữa nay hình như thiếu một cô. Bữa nay thiếu một cô, một cô bự con. Cô đó bảy mấy tuổi. Đây. Mấy cô cắt được cái chánh điện đó, các cô với Phật tử dòng ở trong sóc này ai cũng mừng hết trơn, có gì vậy? Sáng người ta vô đó sớm luôn á, các vị a cha cũng vậy, đi ra đó sớm luôn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem hay nghe like, chia sẻ, đăng ký, ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Và chúc quý vị thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, luôn luôn được nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.